sắp trễ giờ học toán mất rồi. Có gì đó kẹt trong răng của mình, dính cứng ngắc mới ghê chứ. Thấy không được đâu nha. Ha, ra rồi. Ủa, làm cái gì vậy? Tránh xa mình ra đi. Làm đồ thua cuộc chưa chán hả Mia? Tới khuyên mũi cũng thấy chán bạn đó là. Đồ thua cuộc. Mấy bạn kỳ quá à. Mình đi đây. Trong khi đó, Maeve rất tận hưởng độ nổi tiếng của mình. Cô chuẩn bị thể hiện với người theo dõi đó. Thử thách Pikachu này chắc chắn sẽ kiếm về cả tấn like. Ủa Mia, bạn làm gì ở đây thế? Xin lỗi bạn vì tự nhiên xông vào nha. Nhưng mà... À không sao đâu Mia. Ngồi xuống kể mình nghe có chuyện gì. Mình là đồ thua cuộc. Lớp mình ai cũng bảo như vậy. Thôi đừng có nghe bọn họ nói. Mà nè, hay chúng ta thử giúp bạn lột xác ha. Wow, bạn có hộp trang điểm hả? Chà, đầu tiên xử lý đống mụn của bạn nào. Xem mình có gì nè. Trong lúc đó, mụn đang sống sung sướng như vua chúa. Để xem hôm nay có chương trình gì. Bạn đây rồi. Ra đây nào. Tránh xa nữ hoàng của ta ra ngay. Không lột xác gì cả. Bạn thấy chứ Mia? Không thể bỏ qua được. Sang kế hoạch B thôi nào. Chào máy hút mụn đi Mia. Ta đến đi. Từ giờ thời của mụn sẽ tàn. Chúng sẽ hối hận vì đùa cợt chúng ta. Ống hút của mình đâu rồi nhỉ? Ô không, mình đang biến mất nè. Nước ép mụn, ngon tuyệt. Đó là cách xử lý chúng đó. Thành công rồi Maeve. Mình đẹp rồi nè. Yeah, chúc mừng. Ờ, thật ra chúng ta còn nhiều việc cần phải làm lắm. Rút ngón tay ra đi. Thấy ghê quá à. May là mình có chiếc tông đơ này nè. Đến lúc tống khứ máu lòng đáng ghét này rồi. Được rồi, vào việc thôi nào. Tốt hơn rồi đó. Trời ơi, mình giỏi không nè. Không, ôi trời, không thể bỏ qua được. Báo động. Xin chào, nhớ mình chứ. Bắt đầu bữa tiệc nhầy nhụa nào. Có vẻ tông đơn hết cứu được rồi. Cái máy này chắc phải rửa lâu, lâu lắm mới sạch luôn á. Không ngờ cũng có ngày thở lại được. Hay đó, nhưng bạn có bao giờ đánh răng không vậy? Mà giờ bắt đầu cũng chưa muộn nha. Bút tẩy trắng này có thể làm sạch cả chiếc răng nanh bẩn nhất nè. Đây là ma thuật răng miệng chính cống đó nha. Răng nanh cuối cùng cũng sạch rồi. Thêm một bước nữa thôi là hoàn hảo. Ý mình là hoàn hảo thật. Nhưng mà giờ mình phải đeo kính mới nhìn bạn được. Được rồi, bước lột xác tiếp theo là gì đây? Bím tóc, mọt sách mới có. Được rồi, tống khứ chúng thôi. Ồ, cảm giác kỳ kỳ. Ngồi yên đó đi. Mình không bỏ cuộc đâu. Trông mình như người mẫu trên bìa tạp chí á nhỉ. Ừ, trông bạn tuyệt lắm đó. Nè, tóc bạn lại dựng lên rồi kìa. Phải thế chứ. Tóc mình ngang bướng lắm ấy. Mình chỉ muốn quẩy lên thôi. Có mình ở đây thì đừng mơ mà quẩy nha. Nó phải nằm yên đó đi. Nhưng có vẻ lợn tóc không muốn như vậy. Nó cứ tiếp tục dựng lên. Phải dùng keo xịt tóc thôi. Rất nhiều keo luôn. Tóc ma cà rồng phải hoàn hảo. Có đủ keo thì cả mái tóc bướng nhất cũng phải khuất phục nữa. Kháng cự vô ích thôi. Cứ xịt mãi rồi thì bạn sẽ chiến thắng mà thôi. Hết có quẩy nữa nha. Cảm ơn bạn nhiều lắm Maeve. Có vẻ hai người đang đùa giỡn. Râu thật. Mia, chúng ta phải tẩy lông ngay lập tức. Không đau tí nào đâu. Miếng dán tẩy lông đã sẵn sàng rồi nè. Chào chàng đẹp trai. Trông em tuyệt lắm người đẹp à. Wow, cái ôm mãnh liệt ghê. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ra khỏi đây thôi nào. Đau quá đi. Cố lên Mia. Mà trông bạn tuyệt lắm đó. Đập tay thôi nào. Nhìn anh chàng này xem bạn thân. Nè, bạn bị sao vậy? Alo, trái đất gọi Mia, có đó không? Ồ, có, mình đây. Mình đang nghe nhạc thôi mà. Được rồi,
phải vệ sinh tay bạn thôi, ngay bây giờ. Không đôi tay nào mà thiết bị này không xử lý được. Rái tay không chịu nổi sức mạnh của rung chấn này đâu. Giờ tay của Mia sạch đẹp lại rồi. Được rồi, xong việc. Cho mình ra đi. Xong rồi đó Mia, đơn giản như vậy thôi. Nhìn cái đống bầy hay trong lỗ tai bạn nè. Ew, thấy ghê quá đi. Vứt nó đi nhanh thôi nào. Khoan đã, cái mùi gì mà kinh quá vậy? Nhìn chân bạn kìa. Bạn có biết làm móng chân là gì không thế? Đầu tiên phải dùng dụng cụ tách ngón chân ra. Ồ, không, không thích chỗ này tí nào đâu mà. Phải đeo mặt nạ phòng độc mới được. Không thì tiêu đời mất. Chúng ta đều biết muốn đẹp phải hy sinh mà. Vào việc thôi nào. Được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ thì đến phần thú vị nhất nè. Màu đỏ sẽ đẹp đó. Phải, màu đó siêu hợp với cô ấy. Dùng cây cọ xịn nhất nào. Việc này chỉ có thể giao cho những người tài năng nhất mà thôi. Rất trơn tru. Công cuộc làm móng đang diễn ra rất tốt đẹp. Nhưng làm nó lộng lẫy hơn nào, chúng ta sẽ dùng dụng cụ in móng tiện lợi này. Tiện lợi, dễ dùng. Một thiết bị rất tuyệt phải không nè. Giờ chân của mình vô cùng hoàn hảo rồi nhỉ. Chúng ta vẫn còn phải trang điểm nữa. Mình muốn làm chuyện này lâu lắm rồi. Ew, giờ quá đi. Chà, được rồi. Giặt bạn cho sạch nào cô bạn nhỏ. Bám chắc vào nha. Xin chào, cứ tự nhiên đi ha. Không thích nước hả? Chà, đừng lo. Mình sẽ nhẹ nhàng với bạn. Cứ tin mình đi. Đừng có hét nữa. Mút trang điểm nào rồi cũng sẽ trải qua chuyện này mà thôi. Xong, sạch sẽ, đẹp đẽ. Giờ chúng ta làm việc được rồi. Bước đầu tiên để trang điểm chính là đánh nền. Mia, bạn sẽ sớm trở nên xinh đẹp thôi. Bạn có sao không Mia? Đứng dậy thôi nào, chúng ta không có thời gian đâu. Nhanh chọn bộ đồ bạn thích đi. Màu này sáng quá, màu này thì nhạt quá. Có nhiều đây thôi á hả, baby? Ơi, đừng có kén chọn quá mà Mia. Đủ rồi bạn thân, mình không còn bộ nào đâu. Thật luôn. Chiếc áo màu đỏ máu xinh đẹp này thì sao nào? Nhiều lông quá à. Thôi nào Mia, bình tĩnh đi. Dọn đống lông này dễ thôi ấy mà. Nhìn học hỏi nè. Những lúc như thế này, dùng cây lăn bụi là tốt nhất. Bụi bẩn bám vào nó như keo vậy. Ủa, rồi ai làm sạch cho mình đây ta? Eww, vứt cái này đi luôn. Cảm ơn nha, mình biết các bạn đáng tin mà. Diện mạo mới của Mia thật đẹp quá đi. Vừa sành điệu, sặc sỡ, vừa ra dáng ma cà rồng nữa. Mia ơi, mình sẵn sàng chinh phục thế giới rồi. Trường ơi, được trở lại thật tuyệt vời. Mia, không thể nào. Bạn quá là. Chụp hình với bọn mình nha. Wow, cô ấy đẹp quá đi. Mia, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Cho phép anh hẹn hò với em nha. Đề nghị thật hấp dẫn. Xin lỗi, đợi mình chút. Đến giờ đi xem ký túc xá rồi. Tạm biệt. Hôm nay là ngày đầu mình sống cuộc đời mới. Chào mừng đến với ký túc xá. Ở đây khách hàng luôn được chào đón. Ông chủ cho tôi một phòng. Và nhanh nhanh lên nha, tôi bận kinh khủng luôn đó. Cô nàng Ngọc Lục Bảo phải có được căn phòng xịn nhất. Nhưng Ngọc Lục Bảo không phải đứa con duy nhất trong gia đình quý tộc. Hello, tôi đến rồi nè, tôi muốn được ở phòng này. Vấn đề là phòng này chỉ dành cho cô nàng Ngọc Lục Bảo mà thôi. Tin em đi, chỉ có Hồng Ngọc mới xứng đáng thôi. Nói lại coi, chị thật tỏa sáng chị Ngọc Lục Bảo. Tốt hơn là đừng gây rối với chị nha. Đừng cãi nhau nữa mà, tiền giải quyết được mọi vấn đề. Chiếc nhẫn Ngọc Lục hay chiếc vòng Ruby? Và con Ngọc Lục thắng vòng này. Khoan đã, còn em thì sao? Quả là một ngày tốt mà. Nhưng phim hay phải chờ tới phút cuối. Anh bạn, anh còn thừa phòng không? Đi thẳng và tới phòng bên trái. Các chị em có cô đang ở đó rồi. Anh là vị cứu tinh của tôi. Đây là phòng xịn nhất trong ký túc xá. Phòng rộng ghê luôn á. Mọi người né sang một bên. Chiếc giường sinh ra dành cho Ngọc Lục Bảo. Và cũng có một nơi ấm cúng cho Ruby nữa. Không bàn cãi nữa nha. Tình bạn chiến thắng. Chào mấy bồ, em tới rồi nè. Giường của em đâu? Kim Cương không thể sống trong điều kiện này. Mẹ ơi, đưa con về đi. Trận mưa Kim Cương bắt đầu. Lại phải che ô nữa. Nè, chúng mình cần phải tìm cách thôi. Kim Cương cần giúp đỡ.
Em có ý này. Sắp có một dự án xây dựng khổng lồ diễn ra. Xin đừng làm ngập kim cương chỗ này có được không? Mấy bồ à, em đã tìm ra cách giải quyết rồi. Nhìn nè, chúng ta sẽ có 3 chiếc giường: kim cương, ngọc lục bảo và ruby. Bắt tay vào làm thôi. Có nhất thiết phải dọa chúng em như vậy không? Chúng mình đã có mọi thứ cần làm. Đây là khung giường tương lai của chúng ta. Chúng mình chỉ cần gắn nó vào với nhau. Cái này để đi đâu? Ngay đây nè. Nè, cẩn thận chứ. Nói gì thì nói, cứ để vào đây cái đã. Đánh dấu chiều cao của chiếc giường nha. Và sau đó chúng ta bắt đầu lắp ráp. Tất cả vào vị trí, rồi sao nữa? Và bây giờ, tới các ốc vít phát huy tác dụng rồi nè. Đặt các xà lại với nhau. Kim cương phụ trách chỗ đó. Giờ chúng mình sẽ đặt phần đã làm vào chỗ đó nha. Tầng 2 sẽ ở ngay đây. Nè, chúng mình cần 2 mảnh như vậy. Không sao, em sẽ làm ngay. Đội thi công không ngần ngại bảo dông chơi hết mình. Chiếc giường này gần hoàn thành rồi. Nhìn ổn đó nha. Nhưng mà còn thiếu thiếu cái gì á? Em nghĩ rằng sẽ để cái ván ép này ở trong. Thôi cảm ơn. Ủa, chị đâu rồi? Ủa, có một tai nạn tại công trường nè. Nhưng công việc vẫn được tiếp tục thôi. Sửa lại cái móng. Và giờ nhìn giống cái giường hơn rồi đó. An toàn là trên hết. Cố định lại bức tường bên không đau đâu. Dễ như ăn bánh vậy. Điều này chỉ đúng với Ruby. Và giường này cần phải đẹp nữa. Vậy giờ trang trí nó thôi nào. Tầng 2 sẽ có những cái vòm này. Hãy đặt chúng vào chỗ và vặn chúng vào. Chúng ta đã làm được rồi. Cái giường vẫn cần sơn. Nhớ chứ. Nè, làm đi. Cái này của bạn nè. Còn cái này là của bạn. Mỗi chiếc giường sẽ có một màu đặc biệt. Xanh, đỏ và trắng. Tuyệt vời. Wow. Nhưng cái này có vấn đề. Trên tầng 2 nó cứng lắm. Không vấn đề gì. Đây là nệm cho kim cương. Thôi nào các chị, em hiểu rồi. Yay, chúng ta đã làm được. Nó mềm thật đó nha. Nhưng mà trông có hơi tẻ nhạt ở chỗ ngọc lục bảo. Cần phải trang trí lại mới được. Cái thảm sọc này được nè. Giờ thì tốt hơn nhiều rồi. Chiếc giường của hồng ngọc cũng được nâng cấp nữa nè. Làm gì có gì hơn được màu đỏ. Màu trắng tất nhiên rồi. Tầng 2 là một khu vực để chill. Nhưng điều hòa phá vỡ mọi thứ. Chúng mình sẽ sửa lại nó. Hãy trang trí cái thứ nhàm chán này thành khối kim cương. Phong cách và thiết thực nha. Ngoại trừ việc nó không được lấp lánh cho lắm. Không có gì phức tạp cả. Còn việc chế tạo nội thất sáng hơn thì sao nhỉ? Điều đó không tệ chút nào. Vì vậy hãy treo cái vải lấp lánh này lên đây. Điều đó thật rực rỡ mà. Và chiếc giường màu ngọc lục đã được bao phủ bởi tất cả màu xanh lá. Nhưng không thể ngăn được trí tưởng tượng đâu. Ai đã đặt cái thứ vô vị này ở đây? Bức tranh này trông rất lạc quẻ với thiết kế màu ngọc lục. Chúng ta cần có bìa cứng. Chúng ta hãy cắt bỏ chỗ trống và tô màu. Màu xanh lá cây, chắc chắn rồi. Và giờ hãy biến bìa cứng thành viên đá quý. Ghép các mảnh theo kết cấu và màu sắc. Chúng ta không thể làm gì nếu thiếu hồ được. Đường viền đẹp chứ nè. Wow, đó là chiếc khung ngọc lục. Việc còn lại là cho vào bức ảnh đẹp nhất vào thôi. Các bạn thấy gì không nè? Đừng có ăn cắp ý tưởng đó nha. Ngầu thật luôn á. Nhưng Ruby cũng biết về thiết kế nữa. Đúng rồi, có một chiếc đèn sàn ở trong phòng. Nhưng mà trông không đẹp cho lắm. Chỉ là một cái lỗ. Mình sẽ biến hình cho cái đèn này. Cắt rất nhiều những viên kim cương bằng khuôn. Và sau đó lồng vào cái đèn. Kiểm tra thử coi sao. Để coi nó sáng không nào. Nó sáng rồi nè. Cái đèn sàn mới thật tuyệt. Các chị à, đừng ghen tị nha. Ở đây cũng khá là tươi sáng. Nhưng không thể ngừng hoàn hảo được. Có một ý tưởng ngọc lục đã tới lúc để dùng rồi. Rất tiếc, bạn cần phải cẩn thận với những quả bóng bay. Nhưng mà mọi thứ hóa ra chỉ là ảo thôi. Nếu bạn kết nối với quả bóng, bạn có thể tạo ra ma thuật xanh lá. Bỏ chân ra khỏi đồ của chị. Đừng ngán đường cái đẹp nha.
Đầu giường trông có hơi buồn tẻ. Nó cần một chút ánh sáng của kim cương. Nào làm thôi. Tuyệt, đây là thứ mà em cần. Bây giờ chúng ta cần gấp những mảnh thành một viên đá quý, dán các cạnh vào với nhau. Và ta đã hoàn thành rồi. Thêm chút ánh sáng bạc nữa. Không tồi nha. Nhưng vẫn còn những cái băng cũ. Chúng ta cắt thành từng mảnh và dán chúng vào viên kim cương. Wow, bạn có thể nhìn thấy sự lấp lánh đó ở mọi nơi. Đã đến lúc nghỉ ngơi sau khi sửa chữa rồi. Xây dựng thật mệt mỏi mà. Kim cương, xuống đây đi nào. Rất hân hạnh các chị em. Đợi đã, làm sao em ra khỏi đây được? Chiếc giường hình như thiếu cái thang rồi. À, hiểu rồi nè. Các cô gái em đang trên đường đến đây. Nè, chị làm thế nào vậy? Bí mật không thể bật mí. Em có mang vài thứ theo nè. Có thích hay không? Đương nhiên là có. Chiếc gối yêu quý mềm quá à. Đây là lúc để thử nó. Nhận lấy nè. Không, tới chị chứ. Một trận chiến gối nổ ra trong phòng. Tốt hơn nên ẩn nấp trước khi quá muộn. Bạn luôn có thể lấy ý tưởng thiết kế từ bạn cùng phòng. Thật là đẹp mà. Em cũng cần một bức tường quý giá. Tất cả những gì cần làm là tìm ra nơi đặt đồ trang trí. Yeah, đặt nó ở đó đi. Cắt giấy màu đỏ thành hình tam giác và dán cả khoảng trống lên tường. Thật tươi sáng mà. Không bao giờ có chuyện thừa thải ruby cả. Không công bằng. Đây là ý tưởng của em mà. Và đã có hai khu làm đẹp trên tầng 2 rồi. Vẻ đẹp được ưu tiên. Nhưng làm thế nào để trang điểm nếu không có gương đây? Nó sẽ ở ngay đây. Làm đẹp quả là một điều khó. Cái gương này bự quá à. Mình sẽ phải làm chút phép thuật thôi. Thật tuyệt vời. Một chiếc gương kim cương cho quý cô kim cương. Trang điểm bóng bẩy. Dễ quá. Và không có kim cương ở tầng dưới. Đó là một vương quốc màu đỏ và màu xanh lá cây. Sao không đến thăm em gái của mình nhỉ? Các chị à, hãy thoải mái đi. Có khu vực để làm đẹp nè. Còn đây là viên kim cương của riêng em. Phần khó khăn đã qua rồi. Hóa ra việc sửa chữa không khó đến như vậy. Căn phòng này thật sự là một kho báu. Mấy đứa yên nào. Chị đang có một buổi chụp ảnh. Cái phòng trắng trông thật kém sang. Nó cần được trang trí. Que gỗ, keo dán và một chút khéo tay. Đó là những gì mình cần để sáng tạo. Chị à, còn em thì sao hả? Được rồi, bạn có thể có nó. Cảm ơn, đó là viên kim cương thật sự. Đừng ảo tưởng sức mạnh chứ. Đó là viên ngọc lục mà. Tô màu xanh lá cây vào khoảng trống. Màn hình trắng với những đốm xanh ngọc đẹp hơn nhiều. Cứ dùng đi. Em tốt bụng mà. Cảnh báo, tại sao lại có một cục màu vàng ở khu vực hồng ngọc? Nó không đúng chút nào, cậu không thuộc về nơi này anh bạn. Sớm thôi, bạn sẽ có một phong cách khác. Loại bỏ lớp bao bọc cũ đi. Nó sẽ không cần thiết nữa. Và tốt rồi đây nè. Nó không là một cái túi nữa. Nó là một cái bàn. Đây là mặt bàn nè. Và để trang trí, chúng mình sử dụng băng keo đỏ. Một giải pháp tao nhã. Đây là ý nghĩa của phong cách hồng ngọc đó. Wow, chị à, chị là một nhà ảo thuật gia. Thôi nào, có gì đâu chứ. Các cậu, một buổi dã ngoại trong phòng thì sao? Chị thậm chí còn có một chiếc áo kẻ sọc nữa. Các cô gái còn đợi gì nữa? Trà đã pha xong rồi. Và một buổi dã ngoại không có bánh kẹo. Đây là sự khởi đầu của một tình bạn tuyệt vời. Xây dựng đưa mọi người đến gần với nhau. Nhưng không ai đã mong đợi một khách mời. Lạ nhỉ? Ai đó? Thứ duy nhất còn thiếu trong căn phòng quý giá dường như là một viên đá sapphire. Mọi người nói là còn quá trời phòng mà. Có giường cho mình hay không? Không, đã hết rồi. Cậu tìm phòng khác đi ha. Ok, đừng có hoảng mà. Mình đã có kế hoạch rồi. Khi nào chúng ta bắt đầu? Những người có kinh nghiệm xây dựng không sợ bất cứ điều gì. Nghĩ sao về một cái giường nữa? Ngày cuối tuần với mẹ thật tuyệt vời. Hai mẹ con sẽ đi mua sắm thả ga. Mẹ ơi, chúng ta đi mua sắm nha. Được thôi con yêu. Dừng ở đây nha. Mẹ rất bận đó Mia. Chúc con vui vẻ. Thật may mắn. Tài xế sẽ ăn đồ ngọt trong lúc chờ đợi. Việc này quá dễ. Nhưng tội ác chưa bao giờ dừng lại. Kho báu đang ở rất gần. Bây giờ hoặc không bao giờ có được. Đi thôi. Ta đến rồi bé yêu à. Bây giờ đến nhà để xe nào. Nhỏ tiếng xíu có được không? Chị đang nghe điện thoại mà. Thật bất ngờ. Vậy mình sẽ lấy chiếc xe và cả chủ nhân của nó.
thắt dây an toàn đi quý cô, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ăn trưa xong rồi, đến lúc quay lại làm việc thôi. Ủa, xe đâu rồi? Có ai nhìn thấy bé cưng của mình không? Chuyện này không thể xảy ra. Tên tội phạm để lại lời nhắn nè, 24 tỷ để chuộc lại mẹ. Tất cả đã quá rõ, đây là một vụ bắt cóc rồi. Con đây mẹ ơi, mẹ có nhớ con không? Ừ, mẹ đâu ạ? Mia, mẹ cháu mất tích rồi. Mẹ cháu đã bị bắt cóc. Cháu thấy không được khỏe, giúp cháu. Có ai nhìn thấy mẹ của cháu không? Có ai không? Cảnh sát, đây là người sẽ giúp tìm ra mẹ. Mẹ cháu bị bắt cóc rồi. Cô phải cứu mẹ cháu nha. Chuyện này rất nghiêm trọng. Và bất kỳ cuộc điều tra nào cũng bắt đầu với bản phát thảo. Kẻ bắt cóc trông như thế nào? Hắn rất là đáng sợ. Mắt của hắn ta ác lắm. Còn ác hơn nữa, như giả thú vậy đó. Xong, bản phát thảo đã sẵn sàng. Nhìn kỹ đi nè. Có phải là hắn không? Vâng, đúng rồi. Anh ta đã bắt cóc mẹ cháu. Hắn là người đã trộm xe của anh. Cuộc điều tra đang diễn ra suôn sẻ. Cảnh sát đang lần theo dấu vết. Anh chàng này trông rất khả nghi. Dừng lại ngay. Cô Emily đâu rồi? Anh đã bị bắt. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thả ra. Mình không thể tin vào cảnh sát được mà. Phải tự giải quyết vấn đề thôi. Mẹ gặp rắc rối lớn rồi. Tên tội phạm đã đưa mẹ đến hang ổ của hắn ta. Chúng ta đang ở đâu vậy anh bạn? Lần cuối em dọn dẹp nơi này là khi nào vậy hả? Chào mừng quý cô. Khoan đã, mặt em bẩn rồi kìa. Để chị giúp cho nha. Nè, chị nghĩ mình đang làm gì vậy? Chị là tù nhân của em, hiểu chứ? Rồi, ok, sao cũng được. Tốt hơn hết, ngồi yên và đừng có cử động nha. Uống trà không? Cứ tự nhiên nha. Mẹ lại thoát ra ngoài, phiền rồi đây. Kẻ bắt cóc hoàn toàn không biết cách trói. Nhưng Emily sẽ dạy cho anh ta. Nhìn nè, anh bạn à. Cứ buộc vào đây nè. Rồi nới lỏng ở đây. Dễ mà nhỉ? Ừ, đúng rồi. Một lớp học tuyệt vời. Giờ chị sẽ không ra ngoài được nữa. Ừ, giỏi. Muốn ôm một cái không nào? Ma thuật sao? Bạn không đánh bại Emily được rồi. Đi tìm mẹ thôi nào. Chúng ta phải dán tờ rơi. Hắn ta có thể đưa mẹ đi bất cứ đâu, kể cả nơi nào đó như thế này. Mẹ cháu mất tích rồi ạ. Hãy gọi cho mẹ cháu nếu chú thấy bà ấy nha. Ryan cũng không ngồi nhàn nhã. Tên tội phạm mua sắm mệt lả luôn. Đã đến lúc quay trở lại hang ổ rồi. Coi chừng nha Emily, chị không thể nào tháo mấy sợi dây xích này. Đây là dao. Bít tết cho bữa tối nay. Ừ đúng vậy, băng keo. Bây giờ có ngon thì nói chuyện khi miệng bị dán keo đi. Và tất nhiên, một chiếc mặt nạ. Không đời nào cảnh sát có thể tìm ra kẻ bắt cóc được. Giúp cháu với thưa chú. Mẹ cháu có đi ngang đây không ạ? Ờ, không. Tránh ra, chú đang bận. Ông chú này kỳ lạ thật nha. Chú định làm gì vậy hả chú? Nói cháu biết đi. Được rồi, bye bye chú. Ôi, phải đi khỏi đây thôi. Cô gái này trông có vẻ khả nghi. Ryan, em ngủ rồi à? Dậy đi nào. Emily rất thích nói chuyện. Mẹ là một thử thách thật sự với tên tội phạm. Ôi trời ơi, móng tay của mình. Dậy đi. Nhìn đây nè. Tạm biệt bộ móng. Bây giờ cảnh sát sẽ chạy đến vì mấy tiếng la hét này. Không thể để điều này xảy ra được. Băng keo đâu? Dừng lại ngay đi nào. Ổn hơn rồi đó. Yên lặng rồi. Nhưng Emily sẽ không bình tĩnh dễ dàng như vậy. Móng tay của chị rất nghiêm trọng đó. Vậy một bữa ăn nhẹ thì sao? Ăn rồi im đi. Hiệu quả nè, đồ ăn luôn hữu ích mà. Nhưng điều tốt đẹp chỉ đến một lúc rồi sẽ kết thúc. Ryan chỉ còn một lựa chọn thôi. Làm móng cho Emily. Khó đó nha. Nhưng anh chàng có rất nhiều kỹ năng. Wow, Ryan à, em tài năng thật đó nha. Cảm ơn em. Em thật là đáng yêu mà. Thời gian không còn nhiều. 24 tỷ đâu rồi? Họ không muốn chuộc mẹ mình sao? Phải khiến cho họ nhanh lên mới được. Mình có ý này. Máy ảnh, hành động thôi. Chúng ta đang chụp ảnh hả? Quả là một ý tưởng tuyệt vời đó. Không tệ. Cười lên đi, đẹp đó nha. Khoan đã. Đây đâu phải là buổi chụp ảnh. Đây là một vụ bắt cóc mà. Hình như chị quá vui thì phải. Hết hồn hết vía à.
chuyển sang cá hạch B vậy? Bây giờ sợ chưa hả? Ừ, em buồn cười ghê đó. Súng nước hả em? Lấy ở đâu ra vậy? Ở trong cửa hàng đồ chơi hả? Nè, là súng thật đó. Chà, đợi chút, em sẽ khiến chị ghét lên. Có thấy không? Tránh xa chị ra đi. Quá kinh khủng, không thể chịu được. Ổn hơn rồi đó. Bắt đầu buổi chụp hình tội phạm nào. Được rồi, tiền đang rất gần với chúng ta. Mình phải thoát khỏi bà chị này càng sớm càng tốt. Và lá thư đã ở đây rồi. 24 tỷ chuộc lại mẹ. Công bằng và hợp lý. Mẹ đang ở đâu vậy? Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Giờ Mia chỉ có một mình thôi. Ai sẽ chải tóc cho cô nàng? Ai trang điểm cho cô? Chẳng có gì ổn nếu không có mẹ. Con sẽ đợi mẹ. Nhưng chắc chắn Mia có thể giặt chiếc áo thun yêu thích. Rất đơn giản. Mẹ đã dạy cô nàng rồi. Chỉ cần khởi động máy giặt và chờ thôi. Ồ không, áo thun bị thu nhỏ lại rồi. Không có mẹ thì không giống gì cả. Mẹ về với con đi. Mẹ sẽ không thích nếu Mia không đổ rác. Đổ rác thôi nào. Và đây là một thất bại khác. Mẹ ơi, mọi thứ sẽ sụp đổ nếu không có mẹ. Mình ghét như vậy. Mẹ sẽ được cứu ngay lập tức. Tên bắt cóc kia, ngươi gặp rắc rối to rồi. Chờ đi, ta sẽ đến tìm ngươi. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ không tái phạm nữa, con hứa. Kế hoạch phạm tội phải được dừng. Vì Emily đã đói rồi. Đói bụng hả? Không thành vấn đề. Ryan là đầu bếp bẩm sinh đó nha. Thứ duy nhất còn thiếu là chiếc nón. Em sẽ đến ngay đây. Đừng đi đâu nghe chưa. Nghệ thuật ẩm thực rất quan trọng. Vậy thực đơn hôm nay là gì vậy? Bột yến mạch và trái cây. Quả táo ở đúng vị trí. Dao đã ở đây. Nhưng công cụ yêu thích của Ryan đâu rồi? À đây rồi. Công thức nấu ăn là gì nào? Gọt vỏ và cắt lát. Xong. Trộn lên, khuấy đều và nấu thôi. Thật dễ dàng. Ồ, khói ở đâu ra vậy? Cái này đâu có trong công thức đâu. Đừng sợ, chỉ cần tắt bếp thôi. Mình nghĩ món ăn đã sẵn sàng. Emily sẽ thích lắm. Ăn ngon miệng nha. Cái này sẽ không hiệu quả. Mấy cục than này đâu có ăn được. Để chị làm cho Ryan nè. Không thể nào. Emily lại đánh bại anh chàng rồi. Mùi này là gì ta? Mình nghĩ nó đến từ nhà bếp. Bữa tối đã sẵn sàng rồi Ryan. Ngồi đi. Wow, nhìn ngon quá ta. Vị còn đỉnh hơn nữa. Chúng ta nên học công thức của Emily. Và thám tử Mia đã giải được bí ẩn rồi. Vụ bắt cóc được giải quyết. Trả lại mẹ cho ta. Nhưng cô nàng phải chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Kẻ bắt cóc sẽ vô cùng sợ hãi. Sẽ rất tuyệt nếu học vài đòn karate đó. Mia sẽ làm bất cứ điều gì để cứu mẹ. Đúng nghĩa là bất cứ điều gì. Thậm chí là trộm tàu hỏa. Tốt hơn hết là nên coi chừng. Mia còn hít xà như một anh hùng vậy. Tên tội phạm chắc chắn không thể làm được. Thời cơ đã đến rồi. Tiền đây nè. Chỉ cần chờ kẻ bắt cóc đến thôi. Trốn nào. Nào, ta đang đợi ngươi đó. Hắn kia rồi. Thành công. Tên tội phạm đã lấy mấy chục tỷ đi rồi. Nhưng hắn làm rơi tiền trên đường đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu nha. Thật may mắn. Tiền đang dẫn cô nàng đến hang ổ độc ác của hắn ta. Wow, rất nhiều tiền luôn. Chiến lợi phẩm đã thuộc về tên bắt cóc. Nhưng không lâu đâu, Mia tới nơi rồi kìa. Nè, mẹ của cháu đâu? Cháu sẽ khiến chú phải xin lỗi. Bạn không muốn gây rối với cô này nhỉ? Cô nàng là một con quái vật. Chú không biết cháu có thể làm gì đâu nha. Chú sẽ được chứng kiến. Cháu có biết giải khối Rubik không? Gì vậy? Ta-da! Xin đừng đụng vào chú mà. Nhưng giờ thì không gì ngăn cản được Mia. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Ổn không hả anh bạn? Con yêu, con cũng ở đây sao? Có đói không nè? Đến lúc ăn mừng đoàn tụ với chiếc bánh ngọt ngon lành rồi. Tên tội phạm sẽ phải ăn cơm tù. Ryan đã bị bắt. Chúng ta phải cứu chú ấy Mia à. Chú ấy giỏi làm móng lắm. Dù sao cũng không hẳn là người xấu mà. Chỉ phạm vài sai lầm thôi. Làm đi nào. Sếp à, ăn bánh ngọt chứ. Để chuộc tên tội phạm.
Hóa thuận tuyệt vời. Xin chúc mừng nha Ryan. Từ giờ em sẽ là thợ làm móng riêng của chị nha. Yeah, anh chàng sẽ bắt đầu cuộc sống lương thiện và không còn phạm tội nữa. Hóa ra Ryan đang làm móng. Và niềm vui của khách hàng là phần thưởng tốt nhất.